Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe hạng D1 lái được xe gì? Bao nhiêu tuổi được thi giấy phép lái xe hạng D1? Xin cho tôi hỏi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe hạng D1 lái được xe gì? Bao nhiêu tuổi được thi giấy phép lái xe hạng D1? Độc giả Yên Thái. Giấy phép lái xe hạng D1 lái được xe gì? Căn cứ theo điểm G khoản 1 điều 57 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về giấy phép lái xe bằng lái xe như sau. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, kể từ khi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành, sẽ bổ sung giấy phép lái xe hạng D1. Như vậy, người có giấy phép lái xe hạng D1 sẽ lái được các loại xe dưới đây. Lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe đến 16 chỗ không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Bao nhiêu tuổi được thi giấy phép lái hạng xe D1? Căn cứ khoản 1 điều 59 luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định cụ thể như sau. Như vậy, người đủ 24 tuổi trở lên thì được thi bằng lái hạng xe D1 theo quy định của pháp luật.